khẩu trang cho vào đây nhé. À vâng. Và cũng các đơn vị thành viên của VTV là cũng chung tay để làm chương trình và đóng góp một cái lương. Rất là cảm ơn tấm lòng của tất cả toàn thể chị em trong tập đoàn VTV đã có sự quan tâm chăm sóc cho ngành y tế. Người FPT của chúng tôi thì luôn luôn tự hào, và ngoài công việc thì chúng tôi còn có một tấm lòng vì cộng đồng, vì người Việt Nam. Thì thông qua cái buổi ngày hôm nay thì với các hoạt động để ủng hộ các bác sĩ tuyến đầu tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, người FPT chúng tôi mong muốn được góp sức một cái phần rất là nhỏ bé của mình đến các đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm oằn mình chống dịch, đang rất vất vả để chống lại cái đại dịch Covid đang diễn ra ở Việt Nam. Các cán bộ chiến sĩ ở hậu phương, còn đối với bọn em thì như là hậu phương ấy. Ngoài ra